Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Những ngày vừa qua thì chúng ta đang thấy một cái sự phát triển mạnh mẽ của YouTube Việt với những cái vlog đến từ những bà Tân, bà Tần gì đó ở trên YouTube và rất là nổi tiếng, cũng như là có một lượng người xem follow khủng trong thời gian ngắn ngày. Tuy nhiên thì Gia Bảo vẫn giữ vững, vẫn kiên định những cái review, những cái video giới thiệu về đồng hồ chuyên sâu. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một chiếc đồng hồ, một cái đánh giá trải nghiệm nhanh về một chiếc đồng hồ rất là hot tại Bezoku 2019 vừa qua và tại Việt Nam các bạn ạ. Đây chính là chiếc đồng hồ Rolex GMT Batman mang mã hiệu 126710 BLNA mới được ra mắt tại Bezoku 2019. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vinh dự khi được trải nghiệm chiếc đồng hồ này tại Gia Bảo Luxury, một trong những chiếc đồng hồ Batman thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam. Và trong video này thì chúng tôi cũng sẽ cảm nhận một chút về cái xu thế những chiếc đồng hồ sport của nhà Rolex 2 năm trở lại đây, với cái ngoại hình sport, dáng vỏ Oyster, với dây Jubilee rất là mới lạ và mới mẻ. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đánh giá cái cảm nhận về cái dây Jubilee trên những cái chiếc đồng hồ GMT từ năm 2018 đến 2019. Thì như chúng ta đã biết, trước đây thì Gia Bảo đã giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ, đó chính là chiếc GMT 126710 Pepsi với vành hai màu đỏ và xanh, rất là cuốn hút và bắt mắt. Chiếc đồng hồ này thì được giới thiệu năm 2018 tại Bezoku World, và đặc điểm nổi bật của chiếc đồng hồ đó chính là chiếc đồng hồ được sở hữu cái dây Jubilee chúng ta thường thấy với những chiếc đồng hồ Datejust, thay thế cho dây Oyster truyền thống mà thường xuyên đi với những cái lớp vỏ Oyster này. Thì chúng ta có thể thấy được rằng ngoại hình đầu tiên thì có lẽ là về thẩm mỹ thì tôi không đề cập. Vì sao? Bởi vì thẩm mỹ đó chính là một cái điểm mà không bao giờ chúng ta tranh luận. Có người sẽ thấy thích, có người sẽ thấy không thích, có người thấy đẹp và có người thấy rất xấu. Cái vấn đề này thì tôi không có muốn bàn tán nhiều ở đây. Và ở góc độ là một người đánh giá khách quan, tôi cảm thấy rằng dây Jubilee này với trên chiếc đồng hồ sport có ưu điểm riêng và nhược điểm riêng của nó. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng nó hoàn toàn là refresh một chiếc đồng hồ sport. Thay vì cái dây Oyster chắc chắn, khỏe khoắn, rất phù hợp với một chiếc đồng hồ thể thao, thì chúng ta sẽ có một cái dây Jubilee 5 mắt, 5 mối nối. Nó sẽ làm chiếc đồng hồ chúng ta cảm thấy là nó nhẹ nhàng, uyển chuyển và thanh lịch hơn so với bộ dây Oyster. Dây Oyster thì có ưu điểm đó chính là chắc chắn và rất là bền vững khi bạn đeo 5 năm, 10 năm. Nếu mà bạn đeo không có quá phá thì cái chất lượng dây nó vẫn rất là tốt. Tuy nhiên, dây Jubilee thì lại không được như thế. Bạn, nếu như chúng ta đã biết từ những chiếc đồng hồ Datejust, khi đeo với dây Jubilee này, chúng ta đeo một thời gian vài năm, 3, 4, 5, 5 năm là cái chất lượng dây nó sẽ không được thẳng và mới như lúc ban đầu, nó thường có cái xu thế là nó bị chảy xuống dưới. Thì nó sẽ không ngoại lệ với những chiếc đồng hồ GMT với dây Jubilee như thế này. Tuy nhiên là cái cảm giác như tôi đã nói ở trong những video trước, cái cảm giác đeo dây Jubilee thì rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Nó rất là thoải mái, nó rất là thoáng, và nó khi chúng ta cử động cổ tay thì nó không bị quá là cứng nhắc. Đây là một cái điểm mà tôi khá là thích khi tôi đeo chiếc Batman Jubilee này. Trước đây khi nhìn thấy năm 2018 thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái thiết kế cũng như là một cái thiết kế khá là thảm họa. Tuy nhiên là khi đeo và trải nghiệm thì tôi mới thấy được nó là một cái gì đó mới lạ, một cái luồng gió mới đưa vào những chiếc đồng hồ sport của nhà Rolex. Và tôi thấy thú vị với điểm này, và tôi là một trong những người rất thích bộ dây sau khi đã trải nghiệm chiếc đồng hồ này các bạn ạ. Như chúng ta đã biết thì khi phiên bản dây Jubilee này được ra mắt tháng 3 năm 2019 thì rất nhiều người chơi cảm thấy đây là một cái model mà nó khá là nhạt. Bởi vì sao? Vì chúng ta đã được thấy liên tiếp những cái vành Bezel Batman BLNA 6 đã trong 6 năm rồi. Cái vành Batman ấy chúng ta đã thấy được sản xuất trong 6 năm rồi. Chúng ta thấy nó khá là nhạt mắt. Và chỉ thay có đúng một bộ dây này không làm tăng cái tính quyến rũ và cuốn hút như chiếc Pepsi 2018. Đó là lý do vì sao mà sau Bezoku 2019 thì hai model mà tăng giá kinh khủng nhất vào thời điểm tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2019 đó chính là chiếc Pepsi
dây Jubilee và chiếc Batman thế hệ cũ với dây Oyster. Hai chiếc đồng hồ này có một cái mức giá dao động. Chiếc Pepsi thì hiện tại có mức giá dao động khoảng gần 20.000 USD và chiếc Batman thế hệ cũ có mức giá dao động khoảng tầm 17.000 USD cho hai chiếc đồng hồ với tình trạng là mới tinh, chưa qua sử dụng. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhanh chiếc đồng hồ GMT dây Jubilee cái này ngay sau đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ không thấy quá nhiều điểm khác biệt ở chiếc đồng hồ này so với phiên bản cũ. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt mà chúng ta rất là dễ nhìn. Thứ nhất, đó chính là ở góc 6 giờ chen vào giữa dòng chữ Swissmade, đó chính là một cái logo vương miện. Với mặt số những chiếc Rolex được sản xuất sau năm 2019 thì mặt số góc 6 giờ sẽ có một cái logo vương miện ở ngay trên mặt số này các bạn ạ. Thứ hai, đó chính là một điểm rất là lớn, điểm lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được với chiếc đồng hồ này, đó chính là bộ dây Jubilee thay thế cho dây Oyster. Và thứ ba, đó chính là một cỗ máy hoàn toàn mới, cỗ máy đầu 32 tăng với một loạt cải tiến cũng như là thời lượng chữ cot. Có thể kể đến đấy chính là với ưu điểm lớn nhất mà tôi đánh giá là thực tế nhất, đó chính là thời lượng chữ cot lên đến 70 tiếng, khoảng 3 ngày. Tuy nhiên là có một cái điểm mà ít ai để ý, đó chính là cái dáng tay càng, tức là cái dáng cơ, cái cấu trúc vỏ của chiếc Batman này có một chút thay đổi ở phần dáng tay càng để nó phù hợp, nó vừa với cái end-link, tức là cái mối nối mắt Jubilee thay vì cái mối nối dây Oyster như thế hệ cũ. Đó là những cái điểm thay đổi so với một phiên bản Batman thế hệ cũ. Tuy nhiên là cái thời điểm mà tôi đang review cái chiếc đồng hồ này, nó vào ngày 29 tháng 5, thì mức giá của chiếc Batman này nó dao động khoảng trên 20.000 USD. Nhưng tôi thì có một dự đoán là thời gian tới, ít nhất là trong khoảng thời gian 2 đến 3 tháng tới, thì những chiếc Batman này tôi nghĩ là sẽ có cái khả năng là sẽ hạ nhiệt về mốc khoảng 18.000 USD trong khoảng 2 tháng tới. Tuy nhiên là cái cảm giác để sở hữu một chiếc đồng hồ Batman đầu tiên ở Việt Nam với cái mức giá hơn 20.000 thì tôi nghĩ là nó là một cái trải nghiệm cũng khá là quý giá và đáng để Gia Bảo Luxury đem về Việt Nam. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Với những khách hàng và những người đam mê đồng hồ có mong muốn trải nghiệm cũng như là muốn đặt hàng chiếc đồng hồ Batman này về Việt Nam thì các bạn đừng ngại ngần liên hệ với Gia Bảo Luxury. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ với một ly cà phê vào một ngày gần nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.